Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Top Tin Việt của chúng tôi. Nếu thấy video này hay và hữu ích, hãy like và chia sẻ. Và nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất từ channel nhé. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông đã đề xuất VFF để trợ lý Lee Dong-jin nắm một đội tuyển U23 Việt Nam hoặc đội tuyển Việt Nam trong năm 2019. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, hiện ông đang chờ quyết định từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF trước khi có những tính toán tiếp theo cho hai đội tuyển quốc gia Việt Nam, chiến lược gia người Hàn nhấn mạnh. Để trợ lý Lee Dong-jin dẫn dắt một trong hai đội tuyển Việt Nam là ý tưởng tốt. Trợ lý Lee Dong-jin hiểu rất rõ bóng đá Việt Nam, sau hơn một năm cùng ông trải qua nhiều giải đấu lớn với bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, một lần nữa, ông Park nhấn mạnh thật khó để dẫn dắt cả hai đội tuyển trong cùng một khoảng thời gian. U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam trong năm 2019 đều có những thử thách rất lớn. Điều đó buộc ông phải tìm ra một phương án để công việc đạt được hiệu quả. Giờ ông Park đang chờ câu trả lời từ phía VFF. Theo kế hoạch năm 2019, U23 Việt Nam sẽ có hai giải đấu quan trọng là vòng loại U23 châu Á 2020 vào tháng 3 và SEA Games vào cuối năm. Ngoài ra, đầu năm 2020, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ còn tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Còn với đội tuyển quốc gia, năm 2019 có 6 trận vòng loại World Cup 2020 từ tháng 9 đến tháng 11, nhiều khả năng sẽ trùng với quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam cho SEA Games. Ông Lee Dong-jin vốn là cánh tay phải của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đáng chú ý, khi còn thi đấu, cầu thủ Lee Dong-jin có hơn 50 trận khoác áo đội tuyển Hàn Quốc. Khi chuyển sang sự nghiệp cầm quân, ông cũng từng dẫn dắt Daegu FC tại K-League One. Trợ lý Lee Dong-jin được cho là có đóng góp rất lớn sau những thành công của ông Park về bóng đá Việt Nam. Hiện VFF chưa đi đến quyết định cuối cùng, nhưng nhiều khả năng VFF sẽ phải nhượng bộ ông Park. Như thế, vòng loại U23 châu Á vào tháng 3 tới sẽ là kỳ sát hạch quan trọng cho ông Lee Dong-jin. Nếu Lee Dong-jin không thành công, VFF vẫn có thể sửa sai bởi SEA Games và vòng loại World Cup quan trọng và khó khăn hơn rất nhiều. Ngoài ra, nếu ông Lee Dong-jin không thể được năng lực trong vai trò thuyền trưởng, thì ông Park khó có lý do gì để thoái thác nhiệm vụ nắm cả U23 và đội tuyển Việt Nam. Được chơi trên sân nhà trong trận derby nước Anh, MU với phong độ thăng hoa dưới thời Ole Gunnar Solskjaer được đánh giá khá cao ở khả năng giành chiến thắng trước Liverpool. Vòng 27 ngoại hạng Anh chỉ có 8 cặp đấu được diễn ra, do cuối tuần này đồng thời diễn ra trận chung kết cúp Liên đoàn Anh giữa Chelsea và Man City. Tâm điểm của vòng đấu là trận đại chiến giữa MU và Liverpool trên sân Old Trafford. Trận đấu được xem là derby nước Anh là màn thư hùng giữa hai đội bóng sở hữu số lần vô địch nhiều nhất. Ở trận lượt đi hồi giữa tháng 12/2018, Liverpool đã chấm dứt mạch 9 trận không thắng MU tại ngoại hạng Anh bằng việc đánh bại đối thủ 3-1 nhờ cú đúp của cầu thủ vượt sân thay người Sudan Sakidi. Trận thua này đồng thời cũng chấm dứt triều đại của Jose Mourinho tại sân Old Trafford và nhường chỗ cho Ole Gunnar Solskjaer, người đang viết nên chiến quả tuyệt vời cho Quỷ Đỏ. 9 trận dưới thời Solskjaer tại ngoại hạng Anh, MU thắng 8 trận, hòa 1 trận. Nếu tính điểm số dưới triều đại Solskjaer, MU đang là đội dẫn đầu bảng xếp hạng với 25 điểm, trong khi Liverpool chỉ có được 20 điểm. MU cũng là đội sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất với 6 bàn thua, ít hơn 2 đơn vị so với Liverpool. Trước khi bước vào trận đấu này, MU đang có sự tự tin rất lớn sau chiến thắng trước Chelsea ở vòng 5 FA Cup. Trong khi đó, Liverpool mới trải qua trận đấu mất sức với Bayern ở lượt đi vòng 1/8 Champions League cách đây vài ngày. Điều đó có thể ảnh hưởng không nhỏ tới sự chuẩn bị của Klopp cho chuyến làm khách tới sân Old Trafford khi mà thành tích xa nhà của thầy trò Jurgen Klopp là khá tệ với việc chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất. Việc Man City không thi đấu ở vòng đấu này và Liverpool có trận đấu khó khăn trước MU sẽ là cơ hội để Tottenham thu hẹp khoảng cách về điểm số trong cuộc đua ngôi vô địch. Spurs ở vòng đấu này có chuyến làm khách tới sân của Burnley và nhiều khả năng sẽ có chiến thắng khi họ có được sự chuẩn bị rất tốt do không thi đấu suốt 10 ngày qua. Đồng nghĩa, các trụ cột đã tích lũy được nền tảng thể lực tốt nhất. Arsenal cũng sẽ có cơ hội cạnh tranh một suất trong top 4 với MU. Khi vòng đấu này, pháo thủ chỉ phải chạm trán đội bóng nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là Southampton. Việc mới mất sức trong mặt trận Europa League có thể khiến Arsenal gặp đôi chút khó khăn. So với đẳng cấp hơn hẳn của mình, đội bóng thành London có nhiều cơ hội để giành trọn 3 điểm. Lịch thi đấu vòng 27 ngoại hạng Anh. Ngày 23 tháng 2 vào lúc 2:45, Cardiff City gặp Watford, West Ham gặp Fulham. Vào lúc 19:30, Burnley gặp Tottenham. 22:00, Bournemouth gặp Wolves, Newcastle gặp Huddersfield. Ngày 24 tháng 2, 0:30, Leicester City gặp Crystal Palace. 21:05 cùng ngày, Arsenal gặp Southampton, MU gặp Liverpool. Dù vẫn biết cần bổ sung sức mạnh hàng công, thế nhưng ngân quỹ tài chính eo hẹp khiến Arsenal chỉ còn là ứng cử viên số 3 mà thôi. Sáng sáng nay, Arsenal đã có chiến thắng với tỷ số 3-0, khá thuyết phục trước Bate Borisov. Thế nhưng điều khiến kết quả này chỉ ở mức khá thuyết phục chứ chưa phải là hoàn toàn thuyết phục là bởi hàng công của họ đã chẳng có một đóng góp đáng kể nào so với hàng phòng ngự, và điều này cũng chỉ ra pháo thủ cần một sự bổ sung trên hàng công.
Nicolas Pepe như đã biết là cái tên được nhắm tới. Thế nhưng với mức giá 72 triệu bảng, rõ ràng là một con số quá lớn với pháo thủ. Lúc này ứng viên được cho là hàng đầu là Barcelona. Theo đó, gã khổng lồ xứ Catalan muốn tìm về một cái tên có thể thay thế Luis Suarez, trở thành đối tác ăn ý trên hàng công với Lionel Messi. Theo ESPN, nhiều trong báo châu đều khẳng định Bayern Munich cũng đã rục rịch nhảy vào cuộc chơi. Và điều này khiến cho đại diện Bắc London chỉ còn là ứng cử viên thứ 3 trong việc chiêu mộ bom tấn 72 triệu bảng. Trong trận đấu với Malmo tại lượt về vòng 1/16 Europa League, Hoosenhoorn được huấn luyện Mauricio Sarri xếp đá chính. Anh lập tức gây ấn tượng với những pha đi bóng lắt léo và tốc độ. Đến phút thứ 84, Hoosenhoorn còn trực tiếp lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea. Với thắng lợi 5-1 sau 2 lượt trận, Chelsea đã giành vé vào chơi vòng 1/8. Với cá nhân Hoosenhoorn, anh đã có 3 bàn sau 14 lần ra sân ở mùa giải này. Nhưng so với việc hay được đá chính tại Europa League và các giải đấu cúp khác thì Hoosenhoorn vẫn chưa có một lần được có mặt trong đội hình xuất phát tại giải Ngoại hạng Anh. Ở giải vô địch quốc gia, Hoosenhoorn mới có 4 lần được vào sân từ băng ghế dự bị. Nhờ việc thi đấu ngày một tiến bộ, Hoosenhoorn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Bayern Munich. Tiếc cho Bayern khi những lời đề nghị của họ đều bị Chelsea từ chối. Nói về tương lai của tiền đạo sinh năm 2000 tại sân Sanfrit, huấn luyện Sarri nói: "Bạn cần phải hiểu rằng ở cùng vị trí với Hoosenhoorn, chúng tôi có những Pedro, William và Hazard. Do đó, cậu ấy rất khó có thể chen chân vào đội hình chính. Thế nhưng cần nhớ rằng, Palum mùa này đã dự sân 14 trận. Chẳng mấy cầu thủ người Anh nào ở tuổi 18 lại có số lần thi đấu cho đội 1 nhiều như vậy đâu. Do đó, tôi tin rằng Chelsea đang sử dụng Hoosenhoorn một cách hợp lý. Nếu Chelsea muốn giữ chân Hoosenhoorn, tôi sẽ phải bán đi một tiền đạo cánh khác. Trong trường hợp không thể làm vậy, tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Vào ngày 24 tháng 2 tới, Chelsea sẽ đối đầu với Man City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn. Với áp lực hiện tại, Sarri chắc chắn sẽ tung đội hình mạnh nhất để giành danh hiệu trên bằng mọi giá. Do đó, các cầu thủ trẻ như Hoosenhoorn có thể sẽ phải ngồi dự bị. Dù thế, Hoosenhoorn vẫn mong ước sẽ được xếp đá chính. Tôi không biết huấn luyện viên sẽ tính toán như thế nào, nhưng ngày hôm nay, toàn đội đã thi đấu ấn tượng. Tôi hy vọng mình cũng đã làm tốt, cũng như tạo được ảnh hưởng đến trận đấu." Trên trang bìa của Mundo Deportivo, tiền đạo Maxi Gomez đang khoác áo Celta Vigo, người vừa nổi lên và phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây, đã được các tuyển trạch viên của gã khổng lồ xứ Catalonia đặc biệt để ý. Maxi Gomez năm nay mới chỉ có 22 tuổi, nhưng cầu thủ người Uruguay đã có giá trị chuyển nhượng vào khoảng 50 triệu euro. Ưu điểm của tiền đạo Celta Vigo là đã có nhiều năm thi đấu tại đấu trường La Liga. Hiện tại, ban lãnh đạo Barca đang cân nhắc thương vụ này vì Blaugrana còn khá nhiều mục tiêu tiềm năng như Nicolas Pepe, Rafinha và Luka Jovic để thay thế chân sút Luis Suarez trong tương lai. Trong một diễn biến khác, Barcelona đã rút lại lời đề nghị đầu tiên của họ và chỉ mở các cuộc đàm phán nếu bản thân Adrien Rabiot chủ động liên hệ với ban lãnh đạo Blaugrana. Theo trang bìa của Diario Sport, tiền vệ của Paris Saint-Germain là nguyên nhân của nhiều đồn đoán sau khi anh từ chối lời đề nghị của câu lạc bộ xứ Catalan. Cầu thủ từng tạo scandal ở tuyển Pháp đã được liên hệ để gia nhập Barca theo một hợp đồng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới. Tuy nhiên, cả hai không có được tiếng nói chung về vấn đề lương bổng của Rabiot cũng như hoa hồng mà người đại diện, đồng thời cũng là thân mẫu tiền vệ 23 tuổi. Theo Sport, Rabiot rất muốn khoác áo Blaugrana và đang trong quá trình thương thảo lại với câu lạc bộ. Cầu thủ người Pháp sẽ nhận mức lương thấp hơn yêu cầu nếu muốn gia nhập Barcelona vào mùa hè tới. Manchester United cần sớm trở chân trụ cột trước sự dòm ngó từ La Liga. Báo chí Anh liên tục loan tin Man United đang nỗ lực gia hạn hợp đồng với nhiều cầu thủ trụ cột. Theo đó, hai cái tên cần được sớm giải quyết tương lai chính là David De Gea và Marcus Rashford. Rashford đang thi đấu khá hay kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên thay thế Jose Mourinho dẫn dắt Man United. Bằng chứng là chân sút trẻ người Anh ghi tới 6 bàn trong 8 trận ra sân gần nhất ở Premier League. Phong độ ấn tượng đó giúp Rashford nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn châu Âu, đặc biệt là từ Tây Ban Nha. Cụ thể, nguồn tin từ Mundo Deportivo khẳng định Barcelona đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Rashford. Câu lạc bộ xứ Catalan muốn tìm kiếm người thay thế Luis Suarez đã có dấu hiệu tuổi tác và xác định Rashford chính là mục tiêu số 1. Barcelona sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán số tiền 87 triệu bảng để thuyết phục quỷ đỏ nhà người. Dù vậy, Man United chắc chắn sẽ từ chối lời đề nghị này bởi Rashford là cầu thủ không phải để bán. Được biết, Man United chuẩn bị trói chân Rashford bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 6 năm cùng mức lương lên gần 200.000 bảng một tuần.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn bằng cách comment bên dưới. Và nếu thấy thông tin này bổ ích, hãy nhấn like, share và nhớ nhấn subscribe đăng ký để nhận những thông tin mới nhất từ channel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.